Vẫn chơi về. Ngắm hoàng hôn Ba Vì nhá, tuyệt đẹp luôn các bạn ạ. Nay tiếp tục mình đăng cái video để các bạn khám phá núi Ba Vì. Buổi chiều hoàng hôn. Tuyệt đẹp luôn. Thấy chưa? Mặt trời đang lặn. Mặt trời khuất sau dặng núi. Đấy, view. Mặt trời to đùng luôn. Ngắm hoàng hôn Ba Vì nhá. Ba Vì sunset. Đẹp tuyệt vời luôn.